hết hai mùa hết rồi, mình là trẻ quá, mình còn tiếp tục không? Đây thì cúng người qua thì cúng. Trong cái thế kỷ này, người trong xưa chưa sử dụng tới vôi vữa và xi măng, vậy họ đã dùng chất kết dính gì để liên kết gạch này lại với nhau và một ngàn năm qua thì vẫn bền vững đến như vậy. Và đây được xem là một sự thách đố đối với khoa học hiện nay của chúng ta. Cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và nhiều giả thuyết được đưa ra. Có giả thuyết cho rằng họ đã xây dựng một gạch bồng, tức là gạch chưa qua nung, sử dụng gạch bồng để xây nên các công trình hoàn thiện. Đặc biệt là trong khi đó những viên gạch trong đây chỉ bị bào mòn theo thời gian và phô ra lõi màu đen hoặc màu hồng như thế này thôi. Cho đến ngày nay thì các nhà khoa học vẫn chưa thể làm tin về được các sản xuất sản phẩm gạch giống như thế này. Để họ đều có thể tìm tòi và có thể tìm những sản phẩm có mặt này để tạo ra một sản phẩm thu. Thứ hai nữa là về chất kết dính, các bạn có thấy rất tò mò không ạ? Về giữa những viên gạch này là một mảnh xây rất mạnh và ngày xưa thì chưa giữ thêm vữa phân xây để sử dụng. Chỉ không được xây dựng nhiều bên cùng một lúc. Tôi cho rằng để xây dựng những công trình đồ sộ như vậy thì trong sự thật